Chào các bạn quay lại với tựa game Planet Zombie 2. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tựa game này ở thế giới thứ 11 nha các bạn, thời hiện đại. Và chúng ta sẽ chiến đấu với zombie ở cái ngày thứ 5. Ở clip đầu tiên của cái thế giới này thì chúng ta đã thu được cây hoa nguyệt và cây hoa cà các bạn. Hôm nay thì cái cây hoa cà nó chọn mặc định cho mình luôn. Mình sẽ chọn thêm cây hoa nguyệt nè. Và mình chọn cây... Ở đây có cái con zombie này. Thì mình chọn cái gai nè các bạn. Mình chọn thêm cây nổ nè, cây sạc điện nè, và mình chọn thêm cái cây xương rồng à, cái cây này nè. Cây này mình mua ở cái clip trước nè. Cái tên của nó là như là kế đuổi lửa các bạn, tên nó khá là ngộ. Rồi mình chọn cái cải vệ sĩ nữa các bạn. Rồi chúng ta chiến thôi. Ở clip đầu tiên mình không có biết cái cây này là nó, mình thấy nó cho sân nhưng mà mình không biết là nó có thể là cho được nhiều sân các bạn. Mình chỉ cần mình trồng xung quanh của nó như thế này nè là nó sẽ tăng sức mạnh lên các bạn. Xung quanh những cái ô này đây. Cái con này nó xuất hiện rồi các bạn ơi. Đó. Mày hả mày? Chết cha, cái con đội nón này không biết mình xử nó được nó không đây. Ây da. Hên quá. Cho lên phía trên này các bạn. Cho nó nổ cái đi. May hả mày. Mấy cây hoa cà này cũng hết một lá rồi các bạn ơi. Đó. Nó tăng thêm sức mạnh rồi các bạn. Cây hoa nguyệt thì chúng ta đã tăng thêm sức mạnh rồi. Mày hả? Bây giờ có lẽ đông quá rồi các bạn ơi, đông quá rồi. Thêm ở đây một cây hoa cà nữa các bạn. Mày hả? Con này nó cũng nguy hiểm lắm nè các bạn. Chết. Đang mất mình hai cây hoa nguyệt rồi. Mất luôn cái xe của mình rồi. Mình quên cái chỗ đó trời, mình nói nha. Mình quên để ý cái chỗ đó. May hả mày. Cây này nó ngoan cố. Ngoan cố. Các bạn trồng này nó đẹp ghê không? Mày hả mày? Trời, một phát rồi mà nó chưa chết nữa các bạn. Mình thử cái này coi. Trời ơi, không xin nhê gì nó luôn các bạn ơi. Mày hả mày? Nó tăng sức mạnh của nó có cái màu đẹp ghê nè các bạn. Các bạn thấy không? Rồi, vậy là mình đã hoàn thành ngày thứ 5 rồi các bạn. Mình còn một xích bát nữa thôi là mình sẽ... Rồi, chúng ta sẽ đến level số 6 thôi các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta đến level 6 rồi các bạn. Và ở level này thì chúng ta phải sản xuất ít nhất là 4.000 sân các bạn. Khá là nhiều luôn. Và nhiều như vậy thì có lẽ là mình nên cho thêm cái cây... Thôi, cứ như vậy luôn các bạn. Vậy và chiến luôn. Đây là những cây mình chọn ở clip trước các bạn. Ở clip trước mình thu vào tê tả luôn. Ở đây đi.
Một hồi thì mình trồng ở đây để sản xuất xanh nhanh hơn các bạn. Bây giờ thì lâu quá, bây giờ nếu mình trồng ở đó thì những cái cây kia ra nó ăn của mình mất. Con zombie ra nó ăn hết các bạn. Đó, cây hoa cà khi được trồng xung quanh cái cây hoa nguyệt đó các bạn, nó được tăng sức mạnh lên các bạn thấy không? Ồ, khá là lâu luôn. Mình phải thủ một cây ở đây các bạn, mình phải thủ ở đây một cái. À, đây con zombie nó cắm trại ở đây rồi, nguy hiểm rồi đây, nguy hiểm rồi đây. Mày quay quay hả mày? Nó còn quay quay nữa, ghê lắm các bạn ơi. Không cho nó quay quay mới được, chặn nó lại mới được. Ôi chết, cái cây độc báo này nó vô được rồi. Ây da, mình mất một cái máy cỏ rồi. Mình chặn ở đây cho mất bên này một cái luôn các bạn ơi. Hiện tại thì chúng ta sản xuất xanh khá là ít luôn. Rồi chúng ta chỉ còn mỗi cái bên kia thôi, mỗi cái liều bên kia thôi. Mày hả? Đã chặn cái này rồi các bạn. Mày hả mày? Rồi đây là bây giờ cơ hội cho mình sản xuất xanh rồi đây các bạn. Có một con thì nó ra từ từ thôi. Mới có 2.400 xanh thôi các bạn. Trồng thêm ở đây một cái nữa các bạn. Nó 3.100 rồi, cố lên. Mình không diệt được cái chòi đó các bạn, mình diệt cái chòi mình sẽ không sản xuất đủ xanh. Ta cho nó ra đi, cứ cho nó ra các bạn. Đây, còn một ít nữa thôi các bạn. Mình sắp đủ sân rồi. Mình mất hết mấy cái mắt cỏ luôn. Rồi, mình đủ sân rồi các bạn. À, đủ sân rồi. Bây giờ mình chiến nó thôi. Đánh sập cái liều này. Mày hả mày? Quá trời xanh rồi. Rồi,
À, vậy là chúng ta cũng cuối cùng cũng thắng rồi các bạn. À, mình đã bây giờ mình đủ điểm để mình đủ seed pass để mình nâng cấp cây hoa cà rồi các bạn. Ồ, chỗ mình đang mưa luôn các bạn. À, rồi chúng ta đến level 7 rồi các bạn. Ồ, ở đây có con cá nó lên bờ nữa nè. À, thời hiện đại là tập hợp đủ thứ hết luôn các bạn. Và lần này thì mình chọn mặt trời đi các bạn, cây nổ nè. À, hàng rào cản đi các bạn. Cây này đi. Cây này. Còn cây nào nữa không nhỉ? Đó. Và cây 175. Ồ, cái này là sản xuất xanh kịp không đây? Cây 175 mình đổi ra thành cái cây tỏi đi các bạn. Rồi, chiến thôi các bạn ơi. Cái thế giới này là của hoa nguyệt với hoa cà các bạn, nhưng mà mình sử dụng hơn clip này. Ở cái trận này thì mình không sử dụng đó. Nó tới rồi đó. Nó nàng tiên cá của chúng ta tới rồi đó. Cho nàng tiên cá của chúng ta ăn tỏi cái đi. Nó ăn tỏi mà nó không xi nhê vậy các bạn. Ô, cái cây nhảy nhảy kìa, mình chờ nó nhảy gần tới rồi mình xử nó luôn. Rồi con mà tuột này nó chưa chịu buông nữa nè các bạn. Mình trồng thêm xanh thôi. Cái con đó nó cũng ghê lắm đó các bạn. Ôi chết, ôi chết, ôi chết. Mày hả mày? Nó còn bạch tuộc nữa đây, nó còn quay các bạn. Ôi chết cha, con cá tới rồi. Mày hả cá? Ô, chết chết chết, con cá lại tới rồi. Mày hả cá? Sao con nhỏ nhỏ này vô được rồi? Mày hả mày? Mày hả?
Tấn công dữ quá rồi các bạn ơi. Khùng dữ quá. May hả? Ôi chết cha rồi. Kia nữa. Mày hả mày? Cho vô, mình chấp nhận mất cái máy cỏ luôn các bạn. Mày hả? Cái con này nó dai ghê luôn á. Mày hả? Ôi mình còn giữ được một cái máy. Quên đó các bạn ơi. Mình còn giữ được một cái máy cỏ. Trời hả? Trời bạch tuộc hả? Chúng ta đã hoàn thành ngày 7 luôn rồi các bạn. Những cái màn này chơi mình thua má cắt cỏ te tu luôn các bạn. Đó. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành level 8 rồi các bạn. Và mình cũng xin dừng clip ở đây luôn nha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé. Ở clip sau thì mình sẽ thu được cây nấm bóng đêm các bạn à, chắc chắn là mình sẽ cố gắng mình thu được cây nấm bóng đêm. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé.